C'est la dernière fois que je peux prendre un repas avec ma famille, avec mes parents. Les goûts, les odeurs du kanchuka. Có những khoảnh khắc mà sau này em sợ em có muốn nhớ, em nhớ cũng không được nữa anh. Giống như là gương mặt của hai mẹ con em lúc hai mẹ con cùng nhau phơi đồ. Hay là nhớ con đường cong quỳnh dẫn về nhà em và có ánh nắng hoàng hôn chiếu qua hàng cây phượng đỏ. Hay là cái phòng của em, và trong phòng thì có cái giường ngủ của em và có cửa sổ và nhìn ra ngoài thì có rất là nhiều hoa. Có nhiều 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 lắm. Ở Pháp có hoa không anh? Anh không thể nào hiểu được đâu, tình yêu của em. Je pleure, mais je suis heureuse, Edouard.